đây rồi, đây rồi, đây rồi, ôi trời, đây rồi anh em ơi, ôi đau lắm cái ổ rồi. Xe máy Trung Quốc ta đã cần nó quá thì hôm nay em đặt về một lô về anh em này. Một cần này trông nó chất thật. Đây là cái chỗ để thoát nước của nó các bác ạ. Hãy còn bọc trong túi thông luôn. Đây là cây 6m3. Anh em nhìn này, 6m3 cũng như là nó, cái này nó thô, nó dài, cái này nó dài. Cái nóng của nó dài 1m2 anh em, nó dài hơn cả cái nóng cây 10H và bình thường. Đẹp thật, tôi nói là cái này nóng nó thon dài đẹp thật. 6m3 mà cầm cái nóng này nó bé tí luôn. Đó, anh em nhìn chưa, nóng thật bé là dài, dài lắm. Cũng 1m2 luôn. Thế như nóng mình thì cây bình thường nó chỉ có khoảng 1m1 đây. Cái này nó nóng dài 1m2, 6m3 rất là nhỏ luôn. Wow. Đó. Em nóng ngọn nó nào. Đây, đây là nóng ngọn để đánh đài anh em này. Trời ơi. Công nhận là cần xịn nó dài thật. Tí tù lù luôn. Đó. Cần không cần xịn nó dài. Đấy nét ra sao. Đấy cái ngọn là ngọn đầu của nó thì mềm. Ủa ơi. Không có xem này, dài chọc trời luôn. Lại đã mai. Nhưng mà nhẹ đúng là cái này rất là nhẹ luôn. Kinh khủng quá. Đây, với anh em nhìn ngọn của nó này. Đây ngọn đánh đài này. Nhỏ ngọn này chắc là khoảng một ly mấy ấy, 12 ly 3 gì ấy, đấy rất là nhỏ. Còn đây, đây là ngọn đánh lục của nó anh em này. Ngọn này nó phải đến 2.3 ly chắc, đấy kinh khủng chưa. Ngọn đặc luôn này, mình tháo bác xem này, đây ngọn đặc luôn chứ không phải ngọn giống đâu, đặc luôn, rất chất, chung là ngọn rất chất, đấy, đánh lục tuyệt vời rồi. Cần này nó là cần chuyên đài, ở đây còn phụ để đánh lục anh em nhé. Ngọn ngọn đặc. Đấy, cho anh em xem này, đặc 100% luôn chứ không phải là ngọn rỗng đâu. Các ông ấy quảng cáo, các ông ấy mua được cả cái nước, các ông ấy nhấp chưa? Nhấp xong rồi tí không bỏ ra uống với nhau. Mình ở quê nghèo có mấy cái chai nước khoáng nhặt mãi được mấy cái vỏ anh em ạ. Tìm mãi được mấy cái vỏ này. Đấy nhé, đẩy hết anh em nhé. Phun tám hết chai nặng đầy luôn. Đây xem nào kìa. 8 chai. 2 4 6 8 kìa, tìm 2 chai cũng 10 chai tròn đẹp luôn. Kìa chúng nó nhất cả một rồi. Két cơ mà. Thôi giờ anh em triển khai thử xem chất lượng còn ok không. À. Thì em sẽ nhấc bằng ngọn đánh lục trước rồi sẽ test sang ngọn lục hết anh em nhé. Lặng phết, nhưng cần xịn tự tin lên. Ok cho nó chịu mỏi luôn anh em ạ. Hẳn là được đấy. Ok, cần này nói nào nhớ khỏe thật anh em ạ. Bình thường cái loại
bảy tám chai nước mình có thể xách trên tay rất là ok, mà mình nhất là cái cần nó nặng thật đấy, mà đu vít một lúc mà nó dãi cả tay ra, thì cần là rất ok anh em nhé. Nói chung là nhất tĩnh thì nó chỉ là cái phần nào đó anh em ạ, bởi vì các bác đi câu thì các bác nó biết đấy, cái loại dây dù này của em này, đây, trước em hôm đấy em xuống mình câu thử dây dù của em là loại này 9-0 này, cực kỳ chắc, cái này các bác cứ cho cái bình nước 20 cân mắc kéo thoải mái, nó chẳng đứt, nhưng con cá nó chỉ có 5-7 cân mà nó rẳng, nó nên thể đánh nó đứt từ cỡ dây luôn, rất dã man, bởi vì em đánh con tay rất là căng, nó như phịch bạn mà, nên dây có thể nổ luôn, thay dây mới, lắp vào tiếp đánh lại nổ luôn, thế mà sợ ấy. Đấy, nói chung là nhức tĩnh chỉ một phần nào đó thôi, nên là em sẽ đi đánh trực tiếp và anh em theo chân em nhé, này đi đóng toàn cá to này, toàn chui điên quá nhá, đi thôi. Hello, xin chào 500 anh em, quay trở lại với Phương Thẩm Vít Sinh. Hôm nay em về được cái hàng mới, hàng này hàng loại 8H2 ngọn, một ngọn chuyên để đánh đài và một đột đánh lục. Lục thì cái đột của nó ngọn nó cũng rất là to, nó khoảng 2-3 đấy. Đó. Thì cho anh em xem đây là ngọn đài của nó này. Đây. Đây ngọn đài của nó rất là dài. Này nó dài hơn 1 mét đấy. Còn nóng thực tế của nó đây là nó dài tới 1m2. Và đây là đột cô lục của nó, thì hôm nay em sẽ đánh đột cô lục trước. Đây, đột cô lục của nó thì nó sẽ ngắn hơn. Đây, cái đột ngắn của nó chỉ khoảng 50 phân thôi. Thì cần 5m4 thì anh em đánh lục nó sẽ chỉ khoảng 5m, còn đâu đài nó sẽ 5m4. Hôm nay em đánh trục ngắn luôn, đánh trục ngắn để nó vít được ngọn cần xuống cho anh em xem móc phê. Và hôm nay đánh toàn cá to các bác nhé, không đánh cá bé đâu. Này vã toàn cá to đây. Đồ này toàn đồ khủng thôi. Để vít thử cây này, cây là 46T, thì mấy cái ông ở bên Đài Loan ông quảng cáo này, ông nhấc cả một lốc nước lên. Tuy là có thể nhấc, cần có thể nhấc một lốc nước lên, nhưng mà nó để câu cá nó chưa nói nhiều điều. Bởi sao bác biết không? Bởi vì con cá nhá, nó khoảng 5 cân thôi, mà cái dây dù của em đấy, em nhấc cái can 20 lít nước cái đấy nó rơi trong phải gần 20 cân mà nhấc lên được. Nhưng mà con cá 5 cân nó đánh phải đứt dây dù luôn. Thế mới kinh. Đấy là thể tải thử cần tốt hay không, là anh em phải đi câu thực tế và tải cá lên thì mới biết được chất lượng của cần. Hôm nay đánh lục, đầu tiên em cũng định đánh đài cơ mà mấy nay quay video đài nhiều quá này, thì đánh lục đi. Ô, cái ngọn này chúng nó hơi cũ nhỉ. Thôi, ngọn hơi cũ mà cái nó tròn, tháo đi. Thôi, ngọn nó cũ ạ. Đánh ngọn dài dài này. Ngọn này thì chung là nó cũng toàn là ngọn mới, em để trong cái hộp ấy nó cứ chảy xước này, thành ra là trông nó mất đẹp. Ok. Còn lưỡi thì hôm nay em sẽ đánh tứ AK bác nhá. Đánh cá to thì anh em chỉ đánh tam hoặc tứ thôi. Thì mình đóng ấy, mình đóng vào con cá nó sẽ chỉ đóng một vảy, đóng một lưỡi. Đóng một lưỡi vào thì đóng sâu phát nó thủng vảy ngay. Còn anh em đánh ngũ thì đối với cá to thì đôi khi nó đóng vào hai lưỡi vào con cá ấy, thì lại không xuyên được vảy nó. Đấy, hay ăn vảy. Nói chung là những anh em nào đi chuyên nghiệp thì hầu như người ta sẽ đánh tứ hết, người ta đánh nhiều rồi biết, còn anh em mới thì cứ sợ kiểu nó lọt cá ấy. Lưỡi thưa nó lọt thì là cứ đánh mày nữa ngũ 6 giờ em thấy nào ít người ta đánh lục lắm. Đa phần là ta chỉ đánh ngũ tứ, chuyên nghiệp mà hàng khủng lắm thì đánh tam thôi. Thank you.
Đây rồi, đây rồi, ui ui, quá. Đây rồi, đóng 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 rồi, ui. Cần 46T của tao đấy, mà chạy đâu, 46T anh em ơi. Lên, 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 chui, chui. Anh em ơi, 46T đóng chui. Lên, 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 không, không cho này chạy quá nhá, bỏ luôn. Con này nó hay ăn cơm xong còn gì nữa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, ui xin ui, đây rồi anh em ơi, ui đóng đóng cái ổ rồi, ui đóng ghê, đóng ghê, đóng rồi anh em ơi, con này chết, ui xin ui, ui, gió lì, wow, gió lì anh em ơi, ui đóng rồi, ui đóng, 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 không sao chạy, ui, lì luôn, không để mất được. Ui, hồi chị to lắm anh em ạ. Ui, nó đóng kìa mà. Ui, nó đóng kìa mà. Ui, cần 46T đi. Ui, anh em nhìn cần 46T này. Vít, quên đại đi. Quả này không cần. Giò, quậy lên ngay thế này. Giờ, nó to đi mấy anh em nhé, đóng phân lên luôn. Chờ một con này em cũng có vật. Mọi đá không có vật anh em ạ. Chua 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 chua. Chua đỏ to. Ui vịt. Ui nó vịt. Quá ha. 6 tê của tao đấy. Tầm thử hả. Wow. Biết cần thế nữa. Lên lên luôn. Úi giời. Cần 46T rồi. Úi giời. Không thể chạy được. Lên này, nó đóng. Giờ nó đang vào bờ các kiểu này để nó có thể thoát được. Khỏe lắm. Xin lỗi mà như cần tao hơi khỏe luôn. Đóng vào bờ. Đóng vào bờ. Lâu nhá. Không cho nó vào kiểu này nhau. Đóng nó nào luôn. Sao rồi. Lên. Lên, nhầm nhầm cậu rồi. Quả lắm, quả lắm. Quả lắm anh em ạ. À xa. À cần này anh em cứ viết thẳng căng luôn nhé. Nhấc căng luôn. À, có chưa? Quế, thằng mày là hắn quế đấy. Nhấc thẳng căng mày lên như thế này. Úi xời. Tuyệt vời. Tuyệt vời, chết ở con này mắc muốn vào chỗ này. Nhấc phải cầm cái rọ xúc vào. Rõ xúc vào không vật. Con này nó phải tương đối phải trên gần 4 cân con này đấy. To lắm.
con này to đã mà anh đồ đuối này. Này đi quên cầm cái vợt đi cầm mỗi cái cán. Chạy cho mày đuối hẳn. Trời sắp mưa rồi. Đuối hẳn đi để cho mày vào đây. Ủa. Lăng đất hẳn lên bờ nhắn. Dây dây dù em chắc lắm. Úi giời. Úi giời. Còn lại nhá. Còn lại. Đấy anh em nhìn này. Cái giống này nó kéo như con luôn. Trôi là một trong cái loại cá gọi là nó kéo đẳng cấp nhất. Điên trôi với chim. Nhưng mà cái cần của em không để ý. Nói chung là quay trên điện thoại này em không biết được cái sự to đâu. Nhiều lần em đi quay về em bảo con cá dolphin 2 cân quay con nó bé một tí. Em to 20cm này. 40 này. 60cm anh em ạ. Gang của em 20 nhé. 20 này. 40. Đúng cái này. Gần 60. Để coi. Nó sau màn đi test để đánh cái này rất là phê anh em ạ. Đặc biệt là cái chỗ cây này nó có cái chỗ thoát nước rất là hay. Đấy. Anh em ngâm cần lấy nước. Đấy. Thì nhấc lên cái nào là nước nó sẽ thoát ra cái lỗ này luôn. Rất là hay. Phê thật cái đẹp. Hàng đẹp vào chất lượng anh em nhé. Vừa đánh nục vừa đánh đài đó chuẩn. Các bác nào mà muốn sở hữu cây này thì liên hệ với em. Cái này phê luôn đấy, đẹp thật.